cái trò mà đóng hộp á, tăng giá trị cái máy lên á, nó không có đơn giản như anh em nghĩ. Cái loại hàng á mà niêu 100% chưa chưa ti như vậy nè, và ti lên đủ bảo hành 365 ngày á thì anh em đóng hộp mới được. Anh em hình dung không? Đó mà ở ngoài anh em phòng tránh chuyện đó, cái này có nghĩa là gì nè. Anh em lấy cái hộp zin, đó anh em lấy cái sợi cáp zin anh em bỏ vào. Anh em đóng cái hộp lại rồi bắt đầu anh em dán cái seal lại, anh em in lại cái email này nè. Cái email mà in lại á nó không có nổi cộm lên như vậy. Đó anh em hình dung không? Nè nó cộm cộm lên, anh em nhìn thấy nó đã không? Nó mực in sắc nét, nhìn bóng lưỡng vậy đó. Còn nếu mà làm email fake á, nhìn nó không biết, nhưng mà có những người họ không rành á, họ vẫn mua những cái máy này rất là nhiều. Nhưng mà những cái máy như vậy nè, anh em không thể nào mà em đóng hộp được. Nè giống như cái máy này nè. Nè em lộn cho anh em coi nè. Serial number là JP9P nha. Đây là nó nè. Active device nè. Thì nếu là nó là một cái máy á, 1978 á, Apple thanh lý á, là cắt bảo hành á, hoặc là 2007 á, thì nếu mà anh em active lên á thì nó sẽ không còn bảo hành Apple. Thì cái máy anh em mua trong cái phiếu hành mà ghi full box á, active đủ 365 ngày vân vân á, mà người ta lừa anh em á, thì anh em có cơ sở để nói chuyện người ta, anh em hiểu không? Thành ra những cái máy mà không phải một máy nào cũng đóng hộp được. Anh em đừng có bị lầm chuyện đó nha. Anh em đừng có quá sợ cái hàng new siêu. Không phải máy nào new chưa active cũng đóng hộp được. Ví dụ máy chả bảo hành cũng new chưa active, máy demo cũng new chưa active, máy 1978 thanh lý ra cũng new chưa active, nhưng mà bỏ hộp có được đâu. Em mình dung không? Đừng nghe ta hù. Nói đơn giản vậy thôi. Còn muốn mà đóng hộp lại mà để nhìn không nhận biết được thì hiện giờ chưa có cách in cái serial number này như zin như vậy, là hiện giờ chưa bên nào làm được. Em nói kể cả pháp sư Trung Hoa luôn, kể như thế luôn, vẫn chưa làm được. Rồi, còn cái mã hàng này, ví dụ kiểu 1978 nè, bốn màu nè, đó trắng đen vàng tím gì nè, thì em có SIM bảo vệ, em về cả 10 về được 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Pro, 14 Pro Max, 14 Pro, em về đầy đủ rồi. Thì những cái mã hàng như vậy nè, em có sao bảo vậy, không zin là em tặng máy và bảo hành, đóng hành 1 năm mà nó một tất cả các lỗi phần cứng cho anh em. Còn anh em mới nghĩ là những cái mã hàng này đi bỏ vô hộp được và tăng cái chị máy lên 1,5 triệu, 2 triệu bán đi full box. Em rảnh hơi đâu em làm cái chuyện đó, có sao bảo vậy gì, cái đời đời nó sẽ nằm trên cái phiếu bảo hành. Em hiểu không? Em ghi vô new siêu full box. Và tự nhiên anh xài, anh em xài hàng năm hay năm sau, anh em nói, ủa cái hàng này là hàng 1978 mà mày lừa bố mày à. Và thế là em phải tặng máy à. Em rảnh đâu. Nhớ nha, anh em nhớ nha, mua cái máy new full box chịu khó coi trên nhân chủ Apple check cool array á, và coi kỹ may coi cái seal này có dán lại không. Nếu có seal này dán lại thì bình thường, bởi vì người ta lúc người ta mở ra bên trong người ta kiểm tra, nhưng mà cái email này bắn lại thì chắc chắn 100% là hàng lên hộp rồi. Thế nha.